Xin chào các anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music. Hôm nay mình rủ anh em cùng lên đường đi từ hướng quốc lộ 1A về Bình Chánh. Đang giữa trưa nên thời tiết không mấy mát mẻ. Trên đường đầy những chiếc xe tải, xe công, nhưng bất kể đường xá, không khí thế nào vẫn không thể làm nản đi quyết tâm đem Piano Case 7S về Bình Chánh. Nào, xách camera lên và đi thôi. Sau quãng đường dài, team đã gần đến nhà khách rồi. Những dãy nhà san sát nhau, nắng nóng oi bức, nên mọi người vào siêu thị tránh nắng cùng với team một lúc nhé. Xe tải đã tới nơi, đội ngũ nhanh chóng có mặt cùng bác Tài đem đàn xuống thôi. Bác Tài mở cả hai cánh cửa để cho việc mang đàn được dễ dàng. Anh lên xe và phụ bạn nhân viên chậm chậm mang đàn vào nhà. Trước khi đem lên phòng cho khách, piano đã được mang vào phòng tiến hành khui thùng thôi. Đầu tiên là ni lông bảo vệ, sau đó là đến thùng đàn. Bên trong thùng KS7S gồm có thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, nguồn và ốc lắp đàn. Minh Phụng Music đem đến khách hàng quà tặng vô cùng hấp dẫn, chính là dây MIDI, jack phone và ghế piano cao cấp, giúp mọi người có thể lắp đàn được dễ dàng, nên team sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn. Đầu tiên, hai chân đàn sẽ được lắp cố định vào pedal, tiếp theo là lắp tấm chắn sau vào chân đàn với pedal vừa mới lắp, cuối cùng là lắp thân đàn lên trên. Bạn nhân viên bắt ốc tại các vị trí ốc thật kỹ càng, chậm rãi và vô cùng chỉnh chu. Piano điện đã được lắp hoàn chỉnh. Bên cạnh đó là chế độ bảo hành siêu hấp dẫn dành cho bạn, chính là bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Còn những tính năng hiện đại được kết men đem đến khách hàng khi sở hữu KS7S là gì? Tìm hiểu nhé. Đàn với 88 phím, 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, thư viện âm nhạc khổng lồ với nhiều nâng cấp, 192 polyphony, số lượng bài hát siêu ấn tượng với 100 bài và 30 âm sắc. Chức năng trên đàn cũng là lý do mà bạn đừng nên bỏ qua, với metronome đếm nhịp, Sinova trộn tiếng, Jazzbo tăng giảm tông, slip mode chia bàn phím, cổng USB giúp bạn kết nối với máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng dễ dàng, hỗ trợ truyền nhận cả dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số, kết nối không dây qua các app học nhạc như là Simply Piano, Perfect Piano bằng MIDI Bluetooth ngay trên đàn, giúp tiết kiệm diện tích dây cáp phải dùng. Mời các bạn cùng chị và bé bóc siêu nhé. Từ đàn rồi đến phím đều được bọc lớp bảo vệ cẩn thận. Sau khi được team hướng dẫn cách sử dụng MIDI Bluetooth, chị tự trải nghiệm các bài học cơ bản với phím đàn qua app Simply Piano và thử các chức năng. Khi có thắc mắc sẽ được nhân viên giải đáp ngay. Qua buổi giao đàn hôm nay, ngoài đem đến bạn những sản phẩm chất lượng, mà sự hài lòng của khách hàng là lý do chính để đội ngũ Minh Phụng Music cố gắng phát triển từng ngày. Buổi giao đàn cho gia đình chị khách tại Bình Chánh đã hoàn tất. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mô đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.